Hi, xin chào tất cả mọi người. Uh, ok, trong video hôm nay mình sẽ có cập nhật cho các bạn những cái thông tin mới nhất đến từ thị trường. Và trước khi đến với nội dung của video thì với những các bạn nào mà mới đăng ký kênh YouTube của mình thì sau khi đăng ký các bạn hãy nhớ ấn hình quả chuông ở bên cạnh để khi nào mà mình làm những cái video mới nhất thì các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được cái video đó và được cập nhật một cách uh, nhanh chóng, kịp thời nhất. Ngoài ra thì các bạn đừng quên follow hai kênh Telegram. Hiện tại mình đang có hai kênh Telegram, một kênh thì uh, mình thường xuyên up những cái thông tin cập nhật của thị trường và cái kênh Trading FOMO thì là cái kênh mà để mình up những cái kèo, trade cũng như là những cái tín hiệu coi đi sàn thì các bạn đã subscribe kênh YouTube của mình thì đừng bỏ qua subscribe thêm cả hai kênh uh, Telegram nữa. Và, và website của mình hiện tại thì đang dần trong quá trình hoàn thiện và các bạn hãy nhớ để lại email của các bạn ở trong cái À, hộp thư đăng ký để khi nào mình có những cái thông tin mới nhất cũng như là mình hoàn thiện tất cả những cái tính năng của website thì mình sẽ gửi qua email cho các bạn à, quay trở lại với cái chủ đề của video ngày hôm nay thì cái thông tin đầu tiên mà mình muốn update cho mọi người đó là thông tin đến tổng quan thị trường chung thì có thể nói là thị trường hiện tại đang là một trong những cái giai đoạn mà bình lặng nhất mà 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 mình từng chứng kiến trong kể từ đầu năm 2018 đến nay à, cái sự dao động của các ăn coi thực sự là rất nhỏ chỉ có 1 đến 2 phần trăm mà thôi và với cái thị trường như thế này thì làm cho các trader không thể kiếm được lợi nhuận trong vài ngày trở lại đây và như vậy là gần như là họ sẽ à, không thể làm gì được trong cái thị trường này và với cái việc là Bitcoin cái cái xu hướng của Bitcoin sắp tới nó còn chưa rõ ràng Bitcoin là mức và vẫn chưa phải là một cái ngưỡng an toàn để mà có thể khẳng định là bitcoin sẽ có thể đi lên tiếp thế nên là các chết đời đang khá là đau đầu trong cái tình trạng hiện tại và vì vậy thế nên là các bạn nếu mà chết trong cái giai đoạn này thì mình nghĩ là các bạn nên hết sức là cẩn trọng và tốt nhất là thực sự là mình khuyên là các bạn là không nên đánh những cái con an coi trong cái thời gian hiện tại nếu mà các bạn chết ngắn các bạn chết dài hạn thì các bạn có thể À, xem đồ thị của những cái ăn qua tiềm năng Và các bạn à, tìm hiểu à, Và vào cái thời điểm Tức là vào tiền vào cái thời điểm hợp lý Còn chốt ngắn thì với cái mức giao động Quá nhỏ ở trong cái thời điểm hiện tại Thì cái rủi ro cho các bạn sẽ là rất là cao Thế nên là các bạn hãy cân nhắc thật kỹ à, Volume giao dịch của thị trường à, Của toàn thị trường đang là 12 tỷ đô à, Khá là giảm so với những ngày trước Và vẫn chưa có một cái tín hiệu rằng là sẽ có một cái lượng tiền lớn được bơm vào vào thị trường ngay lập tức khiến cho thị trường khởi sắc trở lại đối với giá của Bitcoin thì thực sự là cũng không quá 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 nhiều thứ để nói trong cái thời điểm này khi mà những cái thông tin thì mình đã chia sẻ cho các bạn ở những cái video trước à, cái đường kháng cự ở cái vùng 7.900 đến 8.000 của Bitcoin vẫn hiện hữu và bitcoin vẫn đang xoay quay ở quanh cái vùng 7.600 và 7.700 vẫn chưa cho chúng ta thấy một cái dấu hiệu gì là bitcoin có thể phá được cái đường kháng cự này và thậm chí bitcoin còn có thể rơi xuống tiếp thì các bạn có thể thấy là cái chỉ số stock RSI của bitcoin đang ở mức 92 và 95 đang rất là cao và hai cái đường màu xanh và mường màu đỏ đang có cái xu hướng nó cắt nhau và theo lý thuyết thì với cái hình hài như thế này thì nó sẽ biểu thị một cái xu hướng là cái chỉ số stock SI này nó sẽ đi xuống và nó sẽ uh, nó sẽ thể hiện rằng là giá của Bitcoin có thể là sẽ à, uh, đào trong uh, một hai ngày tới thì các bạn có thể thấy là Bitcoin đã có hiện tượng giảm giá kể từ ngày 8 tháng 6 và hiện tại là ngày 9 tháng 6 thì giá của Bitcoin cũng đang có cho thấy một cái xu hướng là chưa chưa cho thấy cái xu hướng nó tăng lên thế nên là các bạn hãy hết sức là cẩn trọng à, trong cái thời điểm ngày mai và ngày kia khi mà giá của bitcoin hoàn toàn có thể điều chỉnh à, một lần nữa đó thì, thì đấy là cái xu hướng giá của bitcoin à, một cái thông tin nữa mà mình muốn update cho các bạn đó là thông tin liên quan tới à, một cái ví có cái số lượng bitcoin khổng lồ lên tới 94 000 bitcoin thì à, ví này thời gian vừa rồi đã có cái động thái là đã chuyển một cái số lượng bitcoin khoảng 8.000 bitcoin lên sàn hobby và cũng chưa rõ là cái mục đích chuyển coin lên sàn này là với mục đích gì tuy nhiên là các bạn sẽ cần phải quan tâm đến cái thông tin này thế thì uh, cái ví uh, cái ví điện cái ví bitcoin chứa 94.000 bitcoin thì uh, được uh, phát hiện và được cho rằng là một cái ví có có trụ sở tức là có cái chủ nhân của ví đó thì tại châu á đó Thế thì dữ liệu cho thấy là tại thời điểm à, vào ngày tại thời điểm vào ngày mùng 8 tháng 6 Thế thì có à, một Bitcoin à, có một cái ví có số lượng Bitcoin là 700 triệu USD đã tích 700 triệu USD đã liên tục mua vào kể từ thời gian từ 25 tháng 3 cho tới 27 tháng 5 và kể từ đó thì à, ví này đã giảm khoảng 8.000 Bitcoin số dư trong tài khoản và đã có hai giao dịch trị giá 4.000 Bitcoin được gửi lên sàn Hobi và phần số tiền còn lại và phần số tiền đó dừng lại tại Hobi trước khi được chuyển qua các giao dịch khác có nghĩa là hiện tại có ít nhất là 8.000 Bitcoin của cái ví này đang nằm trên sàn Hobi và vẫn chưa rõ động thái tiếp theo của của họ sẽ là nhằm để pump hay là để đâm Bitcoin xuống và mặc dù vậy thì À, mặc dù là đã mất 8.000 Bitcoin trong tài khoản của mình tuy nhiên là ví vẫn có số tiền trị giá lên tới 650 triệu USD và đứng thứ 6 trong trong số tất cả những cái ví Bitcoin có cái giá trị lớn nhất thế giới hiện tại Thế thì những cái ví à, Bitcoin có cái giá trị lớn nhất hiện tại ấy, phần lớn là thuộc về các sàn giao dịch và năm top 5 thì hiện tại đang thuộc về sàn Bitfinex, Binance, Bitrex, Hobi và Bitstamp thì uh, những cái ví này có các khóa bí mật và họ cất giữ trong những cái ví lạnh uh, cũng như là để mà có thể mở khóa được cái ví này thì sẽ cần rất là nhiều khóa khác nhau và để mà có thể chuyển được lượng tiền thì cũng sẽ cần nhiều khóa kết hợp cùng với nhau để mà có thể xác nhận được thanh toán. Đó. Thế thì uh, dữ liệu của wallet explorer cho rằng là một phần đáng kể cái số tiền từ uh, cái ví uh, chị uh, của cái 90 94 000 Bitcoin ấy chuyển lên sàn là có nguồn gốc từ uh, Trung Quốc uh, tại uh, và và sử dụng cái nền tảng ví là Hao BTC và cho thấy là chủ sở hữu ví nằm ở châu Á hoặc là ít nhất là sử dụng cái dịch vụ môi giới tại châu Á. Uh, tuy nhiên là uh, tờ báo Baby Finance có trụ sở từ Trung Quốc thì đã uh, phát hiện rằng là hầu hết tất cả những cái quỹ xuất hiện được đã được thu hút từ giao dịch à, trên cái nền tảng à, OTC à, vì những người mua bán quy mô lớn thường sử dụng nền tảng OTC nhằm che giấu số lệnh và ngăn chúng ảnh hưởng quá nhiều tới thị trường giá của à, của của thị tục của toàn thị trường và thị trường này thì vốn vẫn bị biến động rất là dữ dội trước những cái lệnh mua bán lớn và vì thế Thế nên là Baby trích dẫn một nguồn ẩn danh liên quan tới doanh số bán hàng mã hóa thông qua OTC thì đã nói rằng là ví thuộc về một nhà môi giới ở Dubai đại diện cho một người ẩn danh khác và CCN đã không thể xác định được là chủ sở hữu của ví này là ai. Thế nên là trong mọi trường hợp thì thực tế là ví đã bắt đầu chuyển tiền trở lại sàn giao dịch và liệu chúng ta sẽ phải đặt ra một câu hỏi rằng là À, họ có sử dụng cái số tiền này để mà bán tháo hay không hay là để à, mua cái coi đó thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý tới cái thông tin này ngoài cái thông tin là cái sàn giao dịch à, cái sàn giao dịch đang có cái số lượng bitcoin à, còn 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 lại rất là lớn à, đó là cái sàn giao dịch à, lớn nhất thế giới vào năm 2014 họ vẫn còn tới à, gần 1 tỷ usd trị giá của bitcoin và vẫn đang trong cái quá trình là là họ muốn bán giảm cái số bitcoin đó thì uh, những cái thông tin như thế này chúng ta sẽ cần phải rất là cẩn trọng và mình sẽ tiếp tục update cho các bạn nếu như có bất cứ một cái diễn biến gì mới liên quan đến cái số tiền 8.000 bitcoin được chuyển lên sàn Hobi trong thời gian tới uh, một cái thông tin tiếp theo cũng liên quan tới sàn Hobi nhưng đây là một cái thông tin khá tốt đó chính là việc uh, Hobi thì uh, sàn giao dịch Hobi thì sắp sửa à thành lập một cái trụ sở mới tại Hoa Kỳ và đây là một cái chi nhánh của Hobby Trung Quốc và điều này thì à uh... <laughs> và điều này nó thể hiện một cái sự phát triển rất là mạnh mẽ của sàn hobby trên thế giới hiện tại và nó khẳng định cái tham vọng là muốn trở thành sàn giao dịch số 1 trên thế giới thì giao dịch chính thức được thiết lập vào ngày và được chạy vào ngày 15 tháng 6 tới. À, mặc dù trong web của à, HBO, Hobi US gợi ý rằng là nhu cầu sẽ rất là cao và có thể trì hoãn việc ra mắt cũng như là kêu gọi công chúng đăng ký nhận thông tin trên uh, Telegram của họ để có thể uh, đăng ký để có thể đăng ký trước tài khoản. Đó. Hobi thì vốn là một cái sàn giao dịch thành lập ở Trung Quốc như chúng ta đã biết đã tiết lộ cái kế hoạch là mở văn phòng tại San Francisco lần đầu tiên vào tháng riêng năm nay và hiện tại thì họ đang có trụ sở tại Singapore, sàn giao dịch đã tập trung mạnh mẽ vào các thị trường nước ngoài, à, mới thành lập một công ty con tại Hàn Quốc, cũng như là công bố kế hoạch mở văn phòng sắp tới à, tại London. và bối cảnh hiện tại của nước Mỹ là đặt ra những cái yêu cầu rất cao về các sản giao dịch crypto dưới cái sự giám sát của các nhà quản lý, thì à, à, Hobbies US thì tuần này đã nhấn mạnh rằng là tất cả những cái nhân viên của công ty đều được đào tạo về chống rửa tiền, chống khủng bố tài chính và phải được vượt qua được tất cả những cái bài kiểm tra thì mới có thể được làm việc tại cái sàn giao dịch tại trụ sở tại Mỹ. thì khi phải cạnh tranh với các sàn giao dịch tiền số hàng đầu như là Binance hoặc là OKX thì Hobi đã chủ động đa dạng hóa sản phẩm cũng như là dịch vụ đầu tư của mình và công bố là sự ra mắt của blockchain công cộng mới chỉ cách đây hai ngày trước mà thôi và đầu tháng này thì Hobi còn ra mắt cái quỹ à, ETF à, một quỹ tương tương hỗ à, tương hỗ chia quyền sở hữu tài sản kỹ thuật số à, cơ bản thành cổ phiếu và ETF thì sẽ dựa trên cái chỉ số thị trường à, Hobi Huobi 10 và 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 sẽ theo dõi và cái chỉ số này để theo dõi 10 cái đồng coi hàng đầu có volume volume hàng đầu giao dịch tại sàn Hobi. Thế thì uh, sắp tới Hobi mình nghĩ là sẽ còn rất là nhiều những cái uh, cái phát triển mạnh mẽ khác nhằm phục vụ cho cái sàn giao dịch uh, tại Mỹ. thì quốc uh, Mỹ luôn luôn là cái quốc gia mà rất khó để có thể đặt chân vào và phát triển cái sàn giao dịch và Hobi thì đã làm được điều này thì nên là có lẽ là sắp tới Hobi sẽ còn à, có những cái sự tăng trưởng à, đáng ngạc nhiên hơn nữa và cái đồng HT token sẽ là một cái đồng coi mà rất đáng để chúng ta có thể à, hầu trong dài hạn. Tuy nhiên nếu các bạn hầu thì các bạn sẽ cần phải chọn thời điểm hầu sao cho hợp lý. À, một cái thông tin nữa cũng liên quan tới chính phủ Hàn Quốc à, và sản giao dịch đó là sàn Bithum thì à, vào những cái video trước thì mình đã có à thông tin cho các bạn là sàn bitham bị chính phủ hàn quốc họ điều tra về một số những cái liên quan tới việc gian lận tài chính tuy nhiên là cuộc, cuộc điều tra sau khi kéo dài được 3 tháng thì bitham đã chính thức được minh oan và họ sẽ không bị kết tội công tố viên kết tội bất cứ một tội danh nào tuy nhiên là bitham sẽ phải thực hiện cái à, nghĩa vụ à, nộp thuế và cái số thuế của bitham phải nộp cũng tương đối lớn và nó lên tới hàng chục triệu usd à, tuy nhiên là với cái việc là không bị à, truy tố cũng như là không tìm cũng như là các công tố viên thì không tìm thấy bất cứ một cái hoạt động à, bất hợp pháp nào thì nó à, giúp cho cái sàn giao dịch này hoạt động trở lại một cách trơn tru và những cái nhà giao dịch ở hàn quốc có thể yên tâm hơn và trade ở trên cái sàn này và tránh cho chúng ta một cái tin xấu của thị trường à, Hàn Quốc cũng là một cái thị trường rất là quan trọng và BitHam thì là một trong những cái sàn giao dịch lớn nhất của Hàn Quốc. Thế nên là nếu như BitHam bị à, kết tội trốn thuế hoặc là kết tội vi phạm những cái pháp luật liên quan đến tài chính thì nó sẽ ảnh hưởng khá là tiêu cực, à, khá là tiêu cực đối với thị trường nói chung. À, tuy nhiên là với cái kết luận kết luận này thì niềm tin của à, nhà đầu tư đã trở lại và BitHam thì đã thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và cũng như là không có và công tố viên kết luận là không có bằng chứng nào cho thấy là BitHam có hoạt động phạm pháp hay hay trốn thuế đó thì thì à, sắp tới thì BitHam đang có cái chương trình là mở sàn giao dịch cũng như là có những cái ưu đãi cho cái users của Việt Nam thì, thì Việt Nam luôn luôn là một trong những cái quốc gia mà được khá là nhiều ưu đãi từ các sàn giao dịch không chỉ Hobi mà sắp tới sẽ là BitHam thì mình thì mình đã uh, có thông tin về cái vấn đề này ở trên kênh telegram của mình thì các bạn nào mà quan tâm thì có thể vào đăng ký uh, tài khoản trên sàn bitum thì sắp tới có lẽ họ sẽ còn nhiều những cái chương trình uh, hấp dẫn khác đó thì đấy là liên quan đến sàn giao dịch bittham uh, cái thông tin tiếp theo đó là liên quan đến bitcoin cash thì uh, bitcoin cash vẫn luôn luôn là một đồng coin rất là đáng để chúng ta quan tâm À, khi mà tháng tư vừa rồi Bitcoin Cash đã có lúc x2 số uh, lần giá trị và tăng trưởng rất là nhanh, thế thì cộng đồng Bitcoin Cash vẫn luôn luôn tin tưởng vào cái việc là Bitcoin Cash sẽ trở thành một cái đồng coin đúng nghĩa của nó, có nghĩa là nó không đầu nó không phải là cái đồng coin đầu cơ như Bitcoin mà nó sẽ là một cái đồng coin dùng để thanh toán thì đó vẫn luôn luôn là cái mục tiêu mà cái cộng đồng Bitcoin Cash này hướng tới tuy nhiên để để có thể đạt được điều này thì cái phí giao dịch của Bitcoin Cash phải rất nhỏ để có thể phù hợp được với cái việc thanh toán hàng ngày và điều này thì có vẻ như là sắp tới sẽ thành hiện thực khi mà hai cái pool đào Bitcoin Cash lớn nhất trên thế giới đang trong cái quá trình là họ đồng ý là sẽ đưa cái phí giao dịch của Bitcoin Cash trở về không thế thì hai cái pool này đó chính là VAV IABTC chiếm tới 12,7% số lượng Bitcoin Cash được đào và pool thứ hai là Bitcoin.com thì pool này chiếm tới 7,7% số lượng Bitcoin được đào và hai cái pool này thì đang đồng nghị đang 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 đồng ý với cái ý tưởng là sẽ đưa cái phí giao dịch của Bitcoin Cash trở về không. Điều này thì có kể cả mặt lợi và có kể kể cả mặt hại đó thì. À, về 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 mặt hại ấy, thì chúng ta có thể thấy là cái à, nếu như đưa cái phí giao dịch của Bitcoin Cash à, về không thế thì, thì à, cái sẽ gia tăng cái gia tăng cái số lượng giao dịch spam lên trên cái mạng lưới của Bitcoin Cash à, tuy nhiên ấy, là về mặt lợi thì nó sẽ giúp cho cái à, cái cái ước muốn của cộng đồng Fisker Cash là có thể dùng nó để thanh toán những cái giao dịch hàng ngày trở nên à, trở nên gọi là dễ trở thành hiện thực hơn cũng như là cái nó sẽ dỗ tốt cho cái hệ sinh thái à, của crypto hiện tại thì à, các đồng coi cũng như là các mạng lưới đang đua nhau trong cái cuộc cuộc đua thứ nhất là cuộc đua về mở rộng mạng lưới thứ hai là cuộc đua về tốc độ giao dịch về uh, Lightning Network đó. và thứ ba ấy là cuộc đua về giảm chi phí giao dịch thì, thì nếu như Bitcoin Cash không hòa cùng cái cuộc đua này thì à, cái đồng coin của họ sẽ bị lạc hậu hơn so với những cái đồng coin top khác thế nên là à, một cái điều mà có thể là họ sẽ phải miễn cưỡng chấp nhận là trong thời gian tới họ sẽ phải thực hiện cái quá trình làm thế nào để giảm cái chi phí giao dịch của Bitcoin Cash à, trong mạng lưới Bitcoin Cash xuống xuống tối đa có thể và à, theo cái lộ trình của họ thì họ sẽ giảm xuống là một Satoshi có nghĩa là gần như là không tốn phí giao dịch trong cái mạng lưới của Bitcoin Cash thì uh, mình sẽ tiếp tục update cho các bạn về cái thông tin này và cái lộ trình của họ sắp tới họ có một cái plan cụ thể hay không bởi vì hiện tại thì mới chỉ có hai pool đồng ý uh, sẽ giảm cái phí giao dịch xuống uh, một Satoshi còn những cái pool khác thì họ vẫn chưa uh, xác nhận cái ý kiến của mình cho nên mình nghĩ đây cũng không phải là một cái thông tin mà có thể trở thành hiện thực ngay lập tức thì mình sẽ tiếp tục update thêm cho các bạn một cái thông tin tiếp theo liên quan tới đồng EOS thì EOS đang là một trong những cái đồng coin có khối lượng giao dịch lớn nhất trong vài ngày vừa qua à cùng với cái sự kiện là ra mắt mainnet của mình thì EOS gây sự chú ý lớn hơn bao giờ hết à khi mà kết thúc một năm bán ICO và tổng cộng cái số tiền mà họ bán khi mà mở ICO lên tới 4 tỷ USD và có thể có coin đây là cái đợt ICO lớn nhất kể từ trước đến nay và cái ngày mà họ ra mắt Mainnet ý, thì bị thì bị à, EOS cộng đồng EOS cũng như là à, cái công ty đứng đầu EOS bị à, họ lùi à, khá là lâu và đã không theo như đúng cái lộ trình ban đầu là sẽ Mainnet vào ngày 2 tháng sáu à, tuy nhiên là vào ngày hôm nay thì chính thức là cái Mainnet của EOS đã cái, cái blockchain của US đã đưa vào đưa vào hoạt động và sau sau một cái cuộc gọi là vote ở trên à, à, mạng lưới của của US gọi tên là US Go và được livestream trực tiếp trên YouTube thì à, những cái người gọi là xây dựng khối họ đã quyết định là sẽ cho à, chạy cái mạng lưới blockchain của US. Thì các bạn có thể check được cái lộ trình của cái việc À, đưa cái mạng lưới EOS này vào hoạt động trên cái trang là eosauthority.com thì trong web này họ có à, gọi là thông tin những cái lộ trình rất là rõ ràng về cái kể cả tiến độ đưa cái mạng lưới này đi hoạt động thì có tổng cộng là sẽ có 6 bước sẽ cần phải thực hiện để mà cái hệ thống và cái mạng lưới EOS thực sự là tách ra khỏi mạng lưới blockchain của Ethereum để mà có thể thực sự là độc lập chạy trên cái blockchain của mình và hiện tại thì chúng ta đã hoàn thành được ba bước đầu tiên và hiện tại thì đang ở bước thứ tư là bước enable đó à, cái bước test là cái bước mà đã mà hệ thống họ thử nghiệm à, những cái người mà xây dựng chuỗi khối gọi là block producer, producers họ thử nghiệm cái hệ thống của mình và các bạn có thể thấy là họ thử nghiệm và họ lùi tới 4 ngày và tới ngày thứ 9 thì ngày 9 tháng 6 thì cái bản test này mới thực sự được thông qua. Đó và vào ngày mùng 8 và ngày mùng 7 thì ha thì, thì thì những cái người gọi là block producer họ vẫn chưa thông qua cái bản test và phải đến ngày mùng 9 tháng 6 thì à, tất cả những cái người à, xây dựng chuỗi khối họ mới đồng ý là sẽ à, hoàn thiện cái bản test và đi vào cái bước thứ tư là cái bước à, kích hoạt cái mạng lưới này và các bạn hoàn toàn có thể check cái uh, quá trình cái cuộc họp đó ở bên dưới này thì mình nghĩ đây là một trong những cái mainnet đặc biệt nhất từ trước đến nay uh, bên mainnet của John cũng không có những cái update cụ thể đến như vậy và mainnet của US thì cập nhật cho những cái nhà đầu tư uh, đến từng sự kiện trong cái cuộc họp đó thì, thì uh, hiện tại À, cái sự kiện enable thì vẫn đang trong cái quá trình thực hiện và họ sẽ tiếp tục là update cho chúng ta thì các bạn có thể vào cái trang web này để mà có thể cập nhật thông tin về cái việc là eos họ sẽ chuyển đổi từ blockchain của ethereum sang blockchain của chính mình thì nó sẽ mất à, cũng khá nhiều thời gian và những cái bạn nào mà đang nắm giữ cái đồng eos thì cũng nên quan tâm đến cái vấn đề này đó mình hy vọng là các bạn đã chuyển hết cái số tiền số đồng co eos lên trên các sàn giao dịch à, có hỗ trợ cho cái sự kiện Mainnet bởi vì là trước khi mà thực hiện cái Mainnet thì họ đã có thực hiện một cái hoạt động gọi là snapshot có nghĩa là họ sẽ đóng băng những cái giao dịch và đóng băng cái số tiền mà của các bạn cái số EOS của các bạn để mà họ có thể kiểm tra cũng như là họ thống kê lại là 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 tổng cộng là có bao nhiêu token us à, đã đang, đang có trên thị trường và những cái à, những ai là người sử, à, sở hữu để mà sau khi mà họ chuyển từ cái blockchain của ethereum sang blockchain của EOS thì à, sẽ không gặp cái sao sót gì cả thế nên là các bạn sẽ à, mình hy vọng là các bạn đã xem video trước của mình và đã chuyển hết số token lên trên sàn giao dịch đó là liên quan tới đồng coin EOS thì mình à, đã có một cái video review khá là chi tiết về cái đồng coin này các bạn có thể xem qua để mà có thể hiểu thêm về các chức năng cũng như là cái tiềm năng à, của nó liệu EOS có thể cạnh tranh được với Ethereum hay không À, một cái thông tin nữa, thông tin này thì đã đăng tải được vài ngày, tuy nhiên là với những cái bạn mà chưa được update thì mình cũng muốn chia sẻ, chia sẻ lại với các bạn đó là thông tin liên quan tới vấn đề là chủ tịch của ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ à, thì ông cho rằng là Bitcoin thì không phải chứng khoán, à, tuy nhiên là ông vẫn kiên định về ý kiến là những cái token ICO ấy thì hoàn toàn có thể coi là một chứng khoán à, và À, vì sao ông lại cho rằng là như vậy thì ông ông cái quan điểm của ông là một cái token hay một tài sản điện tiền tử mà tôi đưa bạn tiền của tôi sau sau đó bạn cầm tiền đó để điều tư và để đổi lại thì bạn nói là tôi có thể nhận lợi nhuận thì đó chính là chứng khoán và rơi vào phạm trù chức trách của của ủy ban chứng khoán hoa kỳ đó và chúng và họ oh, chúng tôi thì quản lý việc chào bán những cái chứng khoán và quản lý luôn cả những cái hoạt động giao dịch thế thì à, à, bản thân bitcoin thì ông đã cho rằng là bitcoin ông thừa nhận là bitcoin là một loại tiền tệ à, để mà trao đổi à, thay thế để mà trao đổi mua đô la euro mua đồng yên à, tuy nhiên là những cái ICO thì à, ông vẫn à, giữ cái quan điểm là là một loại chứng khoán và một khi những ICO được coi là chứng khoán ấy, thì sẽ phải chịu những cái à, quản lý dưới cái luật chứng khoán của Hoa Kỳ và ông cũng cho rằng là ông sẽ và Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ thì sẽ không có bất cứ một cái điều luật nào mới để mà có thể gọi là support ủng hộ cho cái token của ICO mà bắt buộc là những cái token của ICO sẽ phải chịu cái luật pháp của của Ủy ban Chứng khoán Mỹ trong cái thời điểm hiện tại. Thì trong cuộc phỏng vấn thì ông cũng chưa đưa ra bất cứ một lời bình luận nào liên quan tới cái vấn đề là liệu Ripple và ethereum thì có được coi là chứng khoán không thì đây là hai cái đồng coi mà rất nhiều người quan tâm đặc biệt là ethereum ethereum là một cái đồng coi nếu như được coi là chứng khoán thì nó sẽ ảnh hưởng tới thị trường cực kỳ lớn khi mà đây là một trong những cái nền tảng mà hầu hết những cái ứng dụng đang chạy trên nó và nếu như nền tảng này mà chịu cái sự và quản lý của ủy ban chứng khoán hoa kỳ thì nó sẽ là một cái thay đổi rất lớn cho cái ngành công nghiệp tiền điện tử và điều này thì vẫn chưa được bên nào thực sự là à, confirm và xác nhận thế nên là những có những cái thông tin nào mà liên quan đến cái vấn đề này thì mình sẽ update tiền cho các bạn Bitcoin thì mình nghĩ là nghĩ nhiên sẽ không phải là một loại chứng khoán rồi nó là một cái loại tiền tệ à, tuy nhiên là Ethereum thì cái với cái cách thức gọi ICO của nó à, và những cái tính năng của nó thì nó cũng vẫn còn khá là mập mờ giữa cái việc là có có được coi là một cái loại chứng khoán hay không thì à, mình sẽ cố gắng update cho các bạn thông tin liên quan đến cái vấn đề này Uh, OK ở cái phần cuối của video thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái dự án về game chạy trên uh, blockchain. Thì uh, những cái bạn nào mà quan tâm đến cái mảng này thì các bạn có thể uh, xem uh, cái uh, cái đoạn cuối của video này. Còn nếu như các bạn không quan tâm thì các bạn uh, có thể bỏ qua. Thế thì trước khi mà đi vào giải thích về cái việc là cái cái game uh, gọi là Monster Beast này là là cái game như thế nào và game trên blockchain là game À, có cái ưu điểm gì thì các bạn đều chắc là hẳn đã nghe tới cái game có cái tên là CryptoKitties thì CryptoKitties là một trong những cái game phải nói là cực kỳ nổi tiếng cũng như là một trong những cái game đầu tiên chạy trên cái nền tảng blockchain à, ra đời vào cuối năm 2017 và CryptoKitties không chỉ dừng lại ở một game mà đây là cái ứng dụng chạy trên nền tảng Ethereum đầu tiên trên thế giới à, các bạn đừng nhầm lẫn giữa cái việc là cái những cái À, những cái nền tảng, những cái nền tảng và những cái ứng dụng, những cái ứng dụng ở đây là những cái ứng dụng áp dụng cho thực tế và người dùng có thể sử dụng được. Chúng ta đang có rất nhiều ứng dụng về thanh toán cũng như là những cái ứng dụng khác à, ứng dụng công nghệ blockchain nhưng mà thực sự ý là người tiêu dùng họ chưa thể sử dụng được cái dịch vụ đó. Và với một cái ý tưởng cực kỳ đơn giản là xây dựng một cái game trên nền tảng blockchain thì Crypto Kitties đang là cái game đầu tiên cũng như là cái ứng dụng đầu tiên được xây dựng trên cái nền tảng này và thực sự là nó thành công ngoài mong đợi khi mà hiện tại doanh thu của của Crypto Kitty lên tới 12 triệu USD và cái cách thức chơi của cái game này cũng rất là đơn giản à, đó chính là các bạn sẽ nạp Ethereum vào để mua những cái cái à, con mèo ở trên uh, cái trò chơi này và sau đó thì các bạn có thể là nuôi cũng như là cho nó giao phối với những con mèo của những cái người khác để đẻ ra một những cái con mèo con và sau đó thì cứ như vậy như vậy thì cái những cái sau mỗi một lần giao phối thì cái con mèo con sẽ có một cái đặc điểm riêng và không có con mèo nào là giống nhau 100% và cái đặc điểm của cái game Crypto Kitties đó là à, cái game này thì không là sử dụng công nghệ blockchain thế nên là không có bất cứ một cái nhà sản xuất nào kể cả nhà sáng lập ra cái game này có thể à, kiểm soát được cũng như là có thể tạo ra được một cái con mèo có nghĩa là những một có nghĩa là mỗi một con mèo trên cái game này nó là một con mèo độc nhất và không có mèo giống con mèo nào và thị trường thì đã định giá cho con mèo có cái giá cao nhất trên cái game Crypto Kitty lên tới 100.000 đô tương đương tới 2,5 tỷ đồng và đây là một trong những cái game blockchain thành công nhất à, cho tới thời điểm hiện tại thì à, đó cũng là cái ý tưởng để mà cái dự án ICO uh, Monster Beat họ đang trong cái quá trình uh, uh, kêu gọi vốn để mà xây dựng một cái game với cái ý tưởng như vậy thì cái ý tưởng nó rất là đơn giản uh, tuy nhiên thì uh, mình, sau khi mình tìm hiểu thì mình thấy là cái uh, cái game Monster Beat này nó cũng có một một vài những cái điểm mà mình cho là khá là hay uh, về về cái việc là vận hành cái game này cũng như là cái đội ngũ sáng lập đến từ nga thì mình thì mình sẽ không khuyên các bạn là nên đầu tư vào à, một cái dự án ICO về game như Monster Beat. À, tuy nhiên ý là cái à, đội ngũ sáng lập của cái game này thì họ cũng muốn là cho à, những cái người mà subscribe ký túc của mình à, biết tới một cái game có tên là Monster Beat. thì khi nào mà họ hoàn thành cái đợt mở bán ICO và họ ra cái game thì à, rất có thể là những cái bạn nào quan tâm thì hoàn toàn có thể tham gia và chơi à, một cái game trên nền tảng blockchain thì họ sẽ họ đang đang trong cái quá trình gọi vốn và đang ở vòng thứ hai. Thì à, các bạn có thể vào cái trang web monsterbit.org để mà tìm hiểu thêm à, về cái roadmap của họ. thì mình cũng đã đọc qua. Tuy nhiên là với một cái game trên blockchain thì roadmap của nó rất dễ hiểu và không có gì à, gọi là quá phức tạp để mà có thể giải thích. đơn giản là các bạn sẽ à, dùng cái số ETH để mà có thể gọi là mua những cái con vật ở trên cái game này cũng như là à, sau đó thì các bạn sẽ cho chúng gọi là giao phối với nhau như là ở trên cái game Crypto Kitty và sau đó thì sẽ đẻ ra những cái con con và sau đó thì các bạn sẽ có thể là bán cái con con đó với cái giá cao hơn mà các bạn mua qua đó thì kiếm được lợi nhuận thì đây cũng là một cái game rất là hay mà các bạn hoàn toàn có thể quan tâm nếu như cái game này thực sự là được ra mắt. Hiện tại thì họ vẫn đang trong cái quá trình là xây dựng và vẫn chưa có bản thử nghiệm để cho chúng ta à, chơi thử. Thì à, có lẽ là nếu như sau khi họ mở bản nice alpha thành công và xây dựng xong cái game thì có lẽ là mình sẽ tham gia và và review cho các bạn là liệu cái game này chơi nó có hay như game à CryptoKitty hay không thì mình không rõ là có nhiều bạn tham gia vào cái game à CryptoKitty này hay không. Tuy nhiên là các bạn hoàn toàn cũng có thể là À, tìm hiểu thông tin về game Monster Beat khi mà nó được ra mắt đó. Đây là đội ngũ của Monster Beat thì mình cũng đã kiểm tra trên LinkedIn thì họ có cái profile cũng khá là rõ ràng. Và cái đợt mở bán thì sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 8. Họ mở bán trong khoảng thời gian khá dài và vào ngày 1 tháng 8 trong quá trình mở bán họ cũng sẽ xây dựng cái à, cái cái game của họ đó và sẽ cho ra mắt vào ngày 1 tháng 9 thì sẽ là cái ngày mà họ sẽ cho ra mắt cái game và 1 tháng 10 thì sẽ có cái app ở trên điện thoại à, họ cũng chia sẻ cho cho chúng ta biết là đối thủ hiện tại của họ đang là những cái game như là Ethereum Monster hoặc là Crypto Puppies hoặc là Crypto Pets thì đó là những cái game mà có cùng cái cách chơi giống như là Crypto Kitties và Monster Beat cũng là một trong số những cái game như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo những cái game ở bên dưới và và các bạn có thể chơi thử thì mình nghĩ đây cũng là một cái cách thức đầu tư khá hay và các bạn nên nhớ là những cái con mèo trên cái game Crypto Kitty được bán với giá cao nhất lên tới 100.000 đô thế nên là không có gì là không thể và à, chúng ta tưởng chừng như một cái game rất là đơn giản nhưng nó cũng nhưng nó cũng đem lại một cái lợi nhuận rất là lớn nếu chúng ta à, biết đầu tư và nếu chúng ta biết được cái cách cái cách chơi của nó đó thì đó là những cái thông tin liên quan đến cái à, dự án Monster beat và đấy là tất cả những cái thông tin trong cái video này thì sắp tới à, mình sẽ còn à, những cái video update tình hình thị trường cũng như là những cái video review về cái ICO cho các bạn thì các bạn có những cái ICO nào muốn review thì các bạn có thể comment ở dưới video này cho mình biết và à, mình sẽ cố gắng là gửi đến cho các bạn cái bài review sớm nhất có thể. Ok cảm ơn các bạn đã nghe và xin hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Xin chào.